Hai cả nhà mình có khỏe không? Ngày hôm nay xin mời cả nhà mình đi câu cua nha. Đây biển Galveston. Sẵn sàng câu cua. Lấy cây ngắn thôi mà. Mồi mình có thể làm bằng đùi gà nha cả nhà. Tại vì mình không có chuẩn bị nhiều nên là mình làm cánh gà rồi được luôn nha cả nhà mình. Đầy nước thì chưa lên nên mình phải leo xuống dưới bữa hôm nay. Mồi gom có cái gì? Một cục cánh gà. Một cục cánh gà. Mình không thèm lấy cần câu luôn, mệt quá, cần câu nặng quá. Mình chơi cục cánh gà luôn cả nhà mình. Đó, với một cái vợt nè. Nó không biết là sao. Xịn sợ. Má. Má làm được mấy con rồi? Giữ ba con luôn. Ngon, ngon, ngon. À, có hai cách câu nha cả nhà. Một là mình câu bằng cọng dây ở đây. Hai là mình đi ra ngoài xa, mình câu ở ngoài xa. Đây, bây giờ mình câu bằng cọng dây. Cuộc cọng dây vô tay nha cả nhà mình. Rồi để xuống mấy cái hang đá ngay đây. Tại vì nước chưa có vô đó cả nhà mình. Thì mình phải đi ra xa. Đó, đi ra xa đây. Đó, mình bây giờ mình chỉ thả xuống rồi mình vớt cua thôi. Đó, đã chưa cả nhà mình. Đó, thấy con cua, thấy con cua rồi, rồi rồi rồi, thấy con cua rồi. Chết, chết chưa? Chết chưa? Đó, 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 kéo rồi, kéo vô rồi kìa, kéo vô rồi kìa. Kéo vô rồi kìa. Vô. Đó, thấy chưa? Ok nè, con này nhỏ quá không? Chị giàu ơi, chúng em đã thành công việc câu cua. Đây. Rực rỡ, thành rực công. Rực rỡ. Rực rỡ luôn. Cái này bây giờ có cua mà không muốn quắt luôn kìa. Đó. Để cho cua ăn mồi chơi vậy đó. Cua cho nó bự đi. Không, bây giờ ngồi ngắm cua. Ngắm, ngắm cua. Thấy chưa? Đã chưa? Rồi. Đây, tình hình là tình hình là không muốn bắt mà nó cũng dính luôn. Cô ngoại sáo kìa. Cô ngoại sáo xiên chưa? Ôi. Vô luôn, vô luôn. Quá, nó bò theo con gà đó bà thôi. Để má dớt, má dớt, má dớt, má dớt. Má dớt. Ngoại đây. Ba con hả? Đông đây là chắc chỉa bây giờ. Nè 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 cha. Wow, đã luôn, bự quá rồi. Yeah. Kéo nó lên luôn hai, kéo nó lên bờ. Kéo nó lên bờ hai. Wow. Mà ra đây có gió biển nó mát hơn không á hả? Đỡ hơn á, đỡ hơn biển hôm qua. Biển bên đây đỡ hơn biển hôm qua. Wow. Con này thả rồi. Con nào thả má? Con hai con được. Con má lật cái vợt ngược lại đi. Má bỏ vô được luôn. Trời ơi, con cua bự quá má ơi. À, má. Má. Wow. Thiệt luôn hả má? Ồ. Oh. Vậy hả má? Chưa học rồi, học rồi.
Chưa không? Sảy con cua bự hết hồn luôn. Tuân thể, tuân thủ điều luật của nước Mỹ. Em nào có baby thì thả, xin thả xuống. Rồi, ra, đi ra ngoài. Đi ngoài thả thôi, bỏ cho cả nhà mình liền nha. Xa xa xíu. Hai. Bỏ nhanh lên nha. Bội thu cả nhà ơi, quá trời nhiều cua luôn, nhiều lắm nhiều lắm. Thế là bữa nay trễ. Tại vì em đứng ngay bờ đá nè, em không xuống dưới, em mới thấy em kéo em vớt thôi, mình ra ngoài vậy bây chạy quá mình phải đi nhưng ra ngoài. Nhưng mà nếu mà anh chờ xíu nữa là nước nó phải lên thôi. Bây giờ nước lên. Sắp nữa. Dạ. Đó, mọi người cũng. Tại vì hôm nay nếu mà mình đi sớm. Mình đi sớm thì mình phải leo xuống, còn nếu mà mình đi trễ nước vô thì mình chỉ ngồi trên gành đá này thôi. Ngồi trên gành đá này thả dây xuống thôi. Tại vì đưa nước hôm nay á, nước hôm nay lên trễ mà giờ mình phải về nên là mình phải leo xuống cả nhà mình. Đó. Vui không? Vui quá, vui quá, vui. Cua đã bắt đầu, cua luộc. Wow, một nồi luôn. Có mấy chục con ra? Có mấy chục con à? Cha, đi mà biết chừng nào nó chín. Hello cả nhà, thế là gia đình em đã hoàn thành một chuyến đi bắt cua. Đây là thành quả đó cả nhà mình. Dẫu biết là Việt Nam mình đang bị dịch rồi. Nói chung là rất là tình hình rất là căng bên đó, nhưng mà cả nhà hãy cố lên nha. Bên đây cũng vậy, 2 năm trước cả nhà mình cũng bị trường hợp tôi giống như vậy luôn, tương tự như vậy. Thì tất cả đều bị đóng cửa và mình cũng bị nghỉ rất là lâu. Đó thì kéo dài còn khoảng chừng tới bây giờ cũng gần một năm mấy rồi. Thì cũng giống nhau, cũng giống như Việt Nam thôi. Việt Nam cố lên. Thì thôi bây giờ trong thời gian mà ở nhà mà chống dịch thì cả nhà mình xem video của mình nha, cho vui một xíu. Biết là đồ ăn thức uống ở bên đó thì bây giờ cũng rất là khó khăn, nhưng mà hãy cố lên. Mỗi chỗ thì có một cái sự khác biệt một xíu, nên là đây là một cuộc sống rất là bình thường, hàng ngày giản dị. Chỉ muốn chia sẻ với cả nhà mình một xíu thôi. Cho vui thôi chứ không có ý gì hết. Rồi cả nhà cố lên nha. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe, giữ gìn sức khỏe nha trong mùa dịch này. Giữ gìn sức khỏe, bình an, hạnh phúc với người thân, cùng người thân và gia đình. Nhớ ủng hộ kênh YouTube của mình Cô Ba Gò Công. Like and subscribe and viết cái comment ở dưới nha cả nhà mình. Cảm ơn rất nhiều.